Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay rất là vui luôn khi được trở lại gia đình của bé Thảo, thăm bé Thảo, đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là hai bé Troy và Cherish đến thăm gia đình Thảo nha. Và xin mời các cô chú, anh chị và các bạn chào thăm gia đình. Hi. Chào chú, chào chị, chào Thảo nha. Hôm nay mình qua đây ngồi đi. Ủa nhà mình nó hơi ướt ướt chị. Thôi ngồi đi. Hôm nay cô vui kì dạng đến thăm không Thảo? Nhớ dạng không? Không. À, có nhớ không con? À, bên đây là kỳ của gia đình mình ha chú? Gái thứ ba. Dạ. Mẹ của Thảo. À, là mẹ của Thảo. Hôm nay thì mới gặp được mẹ Thảo nha. Đến rất là nhiều lần rồi, bữa nay mới biết đến... xưng hô là sao ta, là chị em đi ha. Em. À em đi. Ủa rồi mới mổ được cũng đi chung với Thảo khám là nó mổ luôn. À vậy là Thảo đi tái khám rồi hả chú? Khám rồi mới khám lúc mà ngày 24 tháng 12 mà nó tháng 12 tay á. Dạ, 24 tháng 12 ừ, là trước Tết. Mổ thì bữa 19 tháng 12. Trời ơi. Mổ trước con hả? À, ngay chân mổ ngay chân bệnh viện 175 á. Dạ. Rồi lúc đó là em đi làm ở đâu? Em làm ở quận 2 á, rồi em mổ chỗ đó càng nữa. À, rồi lúc mà đi làm là thấy đau bụng hay sao? Dạ em làm cái đau bụng xong rồi cái vô khám người ta kêu đi vô bệnh viện rồi cái nhập viện là tối mổ luôn. Với mấy bệnh kia nó rồi nằm rồi chữa trị rồi mới về. Ừ. Rồi hôm nay em khỏe chưa? Sức khỏe dạ, tốt chưa? Đỡ em cũng đi làm. Ừ. Dạ, vậy là qua Tết rồi mình đi làm. Dạ, chưa biết như giờ trở dịch quá trời. Vậy là tạm thời còn ở nhà. Dạ. Ừ. Rồi mẹ thì về Thảo vui không Thảo? À, vui lắm hả? Rồi hổng gầy mẹ về mẹ cho ăn gì nè? Ừ. Vậy hả? Rồi nấu cái gì cho Thảo ăn nè? Đâu nói giờ cho dì ăn vui coi nè. Ừ. Nấu gì cho Thảo ăn? Mẹ nấu gì nè? Có cho ăn gà không? Có cho ăn thịt không? Không, vậy cho mẹ nấu gì? Mẹ nấu món gì mẹ? Rồi mẹ sắm quần áo mới cho con chưa? Chưa luôn. Vậy là mẹ tẩm bổ cho Thảo món gì nè? Mẹ về con được ăn gì nè? Có được uống sữa không? Có. Ủa sao hôm nay thiếu vắng bà cô hả chú? Qua mới đi bữa qua. Dạ. Ngày hôm qua. Đây bố qua. Cô đi đâu chơi hả chú? Đi về thăm bà già chứ. Tại ba năm nào cũng về mẹ với. Dạ. Tôi không có đi được tại mặn thầm cá rồi người ta không có cho nghỉ. Dạ. Để nhìn chật hoài ngày nào cũng đi mặn chứ. Một năm thì bà đi bà dắt nữa này theo tại không ai ở nhà coi á. Dạ. Còn hôm nay có mẹ nó về để nhà mẹ nó giữ. Nhưng em đi làm gì ở ngoài đó thì luôn có tốt không em? Dịch thì làm nghỉ hoài, bởi vì bây giờ em biết có lên nhưng tại không có hàng nữa, bây giờ công ty nó không có hàng nữa. Ừ. Nhưng mà lương tháng mấy một tháng thì em trừ chi phí luôn thì được hưởng mức lương là khoảng bao nhiêu tiền? Đủ nuôi Thảo không? Có dì Út nó làm tiếp nữa chứ em làm là đâu đủ nuôi. Diễn tháng là lương chính thức của em là ở công ty là khoảng bao nhiêu? Có 3 triệu mấy ngàn. 3 triệu mấy. Ở quận 12 nó cũng ấy. Đồ ăn đắt hả? Là công ty thì nó trả lương thấp lắm. Chỗ đó là trả lương thấp lắm. Với lại đồ ăn uống với trọ rồi nữa. Mà làm hai chị em cũng được gửi về được. Là giống như là ở đó ở trọ chi phí rồi có cao lắm không? Ở trọ vậy là tháng nào bao nhiêu tiền? Tháng em là có 1,5 triệu. 1,5 triệu hả? Nhưng mà em có ở chung với ai không? Hay là chỉ ở một mình? Rồi mình chia tiền trọ cái ha. Còn ăn uống là mình nấu hay sao? Dạ em nấu nhà. À, nấu nhà. Có mấy gì á cũng tiếc mà. Ừ. Tại vì làm năm nay là làm không có tiền bạc gì đâu, làm một tháng rồi nghỉ có nửa tháng rồi. Có mấy gần Tết làm được chưa được tháng nữa rồi về cũng không tiền mua đồ cho chị nữa. Thương Thảo quá. Vậy là hôm nay nghèo rồi. Thì chú, công việc của chú giữ hầm cá còn có tiếp tục làm không chú? Giữ hầm cá thì còn làm nhưng mà giờ
cá này lớn nhưng mà không công ty nó có cắt giờ nào hay là có thả thêm gì không, đó mình cũng chưa dự định được nữa, tại công ty nó cũng khổ nữa. Dạ, năm nay công ty cũng khổ luôn hả chú? Tại dịch bệnh nè, không có xếp được á. Dạ. Thử ra nếu mà công ty nó xếp được á thì không biết nó có thả vô thêm không, nếu thả vô thì mình có thể mình còn nuôi được. Còn nếu không thả vô nó ngưng hoạt động thì thôi mình cũng thua luôn. Dạ. Dạ. Mà có thấy năm nay tình hình dịch bệnh kinh tế mình nó không có được nhiều lắm. Khó khăn nhiều thứ quá. Bà con nông dân thì cũng không có bán được rau cải, bên con cũng vậy, người ta than quá trời. Bằng ấy tiền lương đây mà còn giảm, nếu mà không giảm thì giảm biên chế còn khổ nữa. Dạ. Giờ công ty dịnh mình lại, mình cũng dịnh công ty lại mới chứ giờ nó thẳng quá công ty cũng chết, mình cũng đi luôn. Dạ. Mà năm nay Tết thì mình được thưởng gì không chú? Có cho được tháng 13 được 80%. Còn thưởng vọng Tết thì coi như được phần quà, bột ngọt gì này kia. Dạ. Khó khăn quá trời luôn năm nay. Cũng mình cũng tiếc công ty cũng tiếc mình, nhưng cũng đỡ đi được cũng được. Dạ. Hôm nay thì mới có dịp đến thăm gia đình. Trước Tết thì quá trời bận luôn công việc cho nên là mới có dịp đến thăm Thảo ngày hôm nay nha. Nhưng mà rất là vui luôn, hai anh rất là quan tâm đến Thảo luôn. Thảo có biết ai không? Không. Hai anh đó là anh Troy và anh Travis á, ngày trước có gửi tặng Thảo đó, con có nhớ chưa? Nhớ. Đây, hôm nay có lì xì của hai anh gửi về cho con nha. Giờ cho tự tay Thảo mở ra nha, coi hai anh lì xì con bao nhiêu nha. Rồi, con, lấy hai tay con. Rồi sao, con nhận bao thư rồi, con cảm ơn anh trước đi, rồi xong mình mở. Rồi, con mở đi, con mở đi. Thảo có vui không? Vui. Con mở đi, anh gửi lì về lì xì cho con đó. Mở, coi. Nữa, coi hết chưa? Không biết tiền. Rồi con đếm coi mấy tờ phe với mẹ nè. Đó, đếm mấy tờ. Wow, kìa, coi chỉ kìa. Cô giáo đi xì giờ được 20.000 bỏ trong cái bì vậy nè. Dạ. Chị đem về, chị đem vô tủ, chị giấu trong kẹt tủ. Được bao nhiêu Thảo ơi? Được mấy tờ con ơi? Đơn, hả? Đừng nghe 28. Được mấy tờ? 3 tấm hả? 3 tấm, 4 tấm. Điểm coi, điểm kỹ rồi, mấy tấm? Hả? Mấy tấm? Mấy tấm con? Số điện thoại cân anh. 2 tấm. Dạ. Không chú đại diện cho gia đình cảm ơn hai bé Troy và Travis nha. Cảm ơn. Dạ. Hai bé giúp Thảo tại vì gia đình cũng khổ quá đi rồi. Nhờ được phần này cũng để dành hoài vậy đó. Rồi dạ. Tới tháng tới ấy nhưng mà đi tái khám cho nó. Dạ. Em gửi lời cảm ơn lên hai bé. Em cũng cảm ơn anh. Hai bé. Hai em đi bé. Hai em giúp đỡ đồ chi nhà nghèo hoàn cảnh luôn. Ừ. Em cũng nhờ ông bà ngoại lo chứ em mình nên chắc khó khăn em ha. Ừ. Thì hai bé Troy và Travis ơi, ngày hôm nay thì đến nhà gia đình của Thảo thì chú với mẹ Thảo rất là vui luôn khi nhận được phần quà của hai bé nha. Năm mới cũng đến rồi thì xin chúc hai bé luôn luôn dồi dào sức khỏe nè, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, học hành thì rất là giỏi nha. Cảm ơn hai bé rất là nhiều.